Theo các chuyên gia khí tượng, thì Ramasun là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp, nên cần liên tục cập nhật những thông tin mới nhất. Và để chủ động phòng tránh, thì ngay trong chiều ngày hôm nay 14 tháng 7, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có công điện khẩn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh cho đến Bà Rịa, Vũng Tàu và các bộ ngành có liên quan cần phải thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão Ramasun để chủ động phòng tránh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để thông tin kịp thời và sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Có thể nói là mùa mưa bão đang đi vào thời kỳ cao điểm và ngư dân chính là những người phải đối mặt sớm nhất với không ít những hiểm nguy khi đánh bắt ở ngoài khơi. Do chưa có điều kiện để trang bị tàu thuyền lớn khi đánh bắt xa bờ nên khi đánh bắt ở gần bờ thì không ít bà con vẫn thờ ơ trong việc trang bị những phương tiện an toàn. Và sự chủ quan đó đã khiến ngư dân phải trả giá bằng những vụ tai nạn thương tâm, ghi nhận tại tỉnh Cà Mau. Cách đây gần một tháng, vợ chồng anh Nguyễn Văn Nhân, trú ở huyện U Minh, đánh bắt thủy sản ngoài cửa biển Khánh Hội bằng chiếc thuyền nhỏ của gia đình như mọi ngày. Bỗng dưng trời đột ngột chuyển mưa, dông, sóng đánh dữ dội. Theo anh Nhân, trong lúc nguy cấp, trên thuyền lại không có áo phao phòng bị. Chị Thiệt, vợ anh đã không giữ được tính mạng. Nếu có áo phao an toàn thì vợ tôi chắc không có gì đổi. Áo phao thì đây hầu như là dài để có áo phao, có cái phao thủ thì có phao thủ thì có nhiều, có hai ba cái phao thủ giết mũi, nhưng mà bất ngờ của là trường nó sao không kịp, lẹ quá lẹ nên lấy sao không kịp. Cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh hiện có hơn 300 phương tiện khai thác thủy sản, chủ yếu là phương tiện có công suất nhỏ. Các phương tiện này thường đánh bắt gần bờ, đi về trong ngày, nên chủ phương tiện thường có tâm lý chủ quan. Họ thường ra khơi bằng cách thông qua những cửa biển phụ nên ngành chức năng rất khó kiểm soát. Những không có nhiêu tiền nhưng mà mình lo cho mình là chắc ăn nhất. Địa bàn Khánh Hội thì có các cái cửa sông nhỏ lẻ như Lung Ranh và chỗ Kinh Sáng Chìm, rồi Gió Bãi. Đây là những cửa sông cửa lạch mà các cái phương tiện nhỏ của bà con dân hay tập trung vào những cái chỗ đó. Mà những cái cửa sông như thế thì không có cái trạm kiểm soát. Tàu thuyền nhỏ khi ra biển đánh bắt cần được trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và để tại nơi dễ thấy, dễ lấy nhất. Không có những trang bị an toàn, bà con ngư dân mưu sinh lại như đặt cược sinh mạng của mình trước biển dữ.